Xin chào các em thân yêu, hôm nay chị sẽ tiếp tục hướng dẫn các em vẽ theo chủ đề phương tiện giao thông và chúng ta cùng vẽ một chiếc xe ben đơn giản nhưng cũng rất giống thật như thế này nhé. Đầu tiên chị vẽ hai hình tròn có kích thước tương đương nhau làm bánh xe. Sau đó chị vẽ thêm những hình tròn nhỏ phía trong để bánh xe trông chân thực hơn. Phần đầu xe, chị vẽ một đường thẳng vuông góc với đường nối vừa xong, một đường thẳng nhỏ chéo lên phía trên và thêm hai đường thẳng vuông góc với đường chéo. Sau đó chị kéo dài đường thẳng song song với đường nối phía dưới, kết thúc chỗ đuôi xe và nối hai đường trên dưới với nhau. Chị vẽ một hình thang làm cửa xe, thêm một chiếc đèn nhỏ ở đầu xe. Từ phần đầu xe, chị vẽ một chữ Z kéo dài. Và vẽ một đường vuông góc với nó, kết thúc ở đuôi xe. Chị vẽ thêm những đường thẳng song song với nét vẽ vừa rồi. Và chị sẽ vẽ thêm những đường kẻ nhỏ phía trong. Phần trên thùng xe, chị sẽ vẽ những đường cong tựa đám mây. Và trang trí thêm một số chi tiết nhỏ bên trong. Đây chính là đất mà xe ben chở hàng ngày đó các em. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nhé! Trên tay chị là hình ảnh một chiếc xe ben rất đơn giản và bắt mắt đúng không nào? Chúc các em thành công với chiếc xe ben của mình nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các em!